cả các quý vị nha. Ở video này tôi giới thiệu tới các quý vị về cái mấu cửa cuốn tấm liền được chúng tôi lắp đặt tại Hà Nội. Chúng tôi là chuyên bán buôn, bán lẻ cửa cuốn tấm liền, cửa cuốn khe thoáng, rồi chớp nhôm, lam chắn nắng. Đây là những cái bộ cửa được chúng tôi lắp ở Hà Nội nha. Cửa được lắp đấy nha. Đây là màu vàng kem này. Giá bán buôn là 350 đến 450 nghìn mét nha. Và lắp đặt hoàn thiện 550 đến 750 nghìn mét nha. Ai đặt hàng có thể liên hệ theo số 0982802286 hoặc là để lại bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời nhá, hoặc là đăng ký kênh để cập nhật giá khi có sự thay đổi. Giá hôm nay tôi đọc là giá tại thời điểm tháng 12 năm 2019. Đây là các quý vị cần đặt hàng này tại mọi thời điểm thì cứ hỏi nhá. Đây là mẫu cửa có tấm liền màu vàng kém ơi. Kéo cho anh cái cửa xuống một tí để anh quay đi. Đây, đây đang lắp cửa nhá, đây. Rồi, cảm ơn được rồi đấy. Đấy, đang cửa kéo tay đấy. Rồi đấy, kéo tay rất là nhẹ nhá. Rồi đi cả. Rồi đấy, nhẹ nhàng đấy, rồi. Đây là đang lắp dây này, tiếp bộ cửa nữa. Ai đặt hàng có thể liên hệ nhé.